Ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài, chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sinh đạt đạo quả giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tri Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, ngài cho con xin một tín hiệu để con kính nhân bích đến ngài. Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, xin chào quý cô tu nữ, xin chào sư phong Nhật, sư Nhật Quỳnh, hai chị em xin đôi ha. Rồi sư phong Mai 21 và sư phong Mai 20 cũng là hai chị em xin đôi. Sư Cơn Mộng, sư Tâm Hạnh, sư Thanh Kiếm, sư Kim Nhung, Quỳnh về nguồn cội, sư Mê Ta, Quỳnh Giang Nhật Hà, sư Thi Na, sư Thi An Lạc, sư Thiên Vũ, sư Tờ Man và Đạo Hữu Kim 0818. Quý vị nghe rõ ha. À, chào Quỳnh Trang 52 vừa đến với Pháp Hội. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong đoạn thứ hai của bài Từ Bi Kinh. Trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Nam mô Tát Sa Phakkavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phakkavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phakkavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cúi đầu đến lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đến lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ lợi quần sinh. Tăng ra ha di có nà sang vô tăng bồ tát si ra sa nam ma mi tăng cha bồ tát ni mê hi sắc ca re hi a pi pu chệ gia mi hồng chánh phật nhiệm màu ứng cúng chánh biến tri minh hạnh đầy Đức Tăng thiền thể tâm dày, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm. Vô thượng sĩ pháp thân tịnh diệu, bậc trọng phu điều ngự độ sanh. Thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Tăng xoa khai tai đi con nạc sẵn vô tăng thâm mân xí rạc xa nam ma mi tăng cha thâm mân y mê hi sắc ca rê hi a pi pu chê gia mi pháp vi diệu cha lành theo dạy lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chứng vô biên sắc ngộ quốc nhiên liễu tường đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát khỏi vòng trần trí nhân tự ngộ giải chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu tăng sân khai tai đi có nạc sân vô tăng sân khâm sư rạc xa nam ma mi tăng cha sân khâm nghi mê hi sắc ca rê hi a pi pu chế gia mi bậc diệu hạnh sinh văn thích tử bậc trực hạnh pháp lưỡi thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân danh hạnh giữ tòa thể tôn thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử phật hướng cúng tôn nghiêm cùng nghinh kính lễ một niềm thành chúng vô thượng phước điền thế gian rất là nát tới giá sau quanh đà mỹ do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng
Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Giả. Phần tán dương Ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào đoạn 2 của bài kinh Từ Bi Metta Sutta. Hôm nay chúng ta tìm hiểu trước ý nghĩa của những từ này, rồi chúng ta sẽ đọc tương đối nó suôn sẻ hơn. Santosako chasupharo cha, Santosako chasupharo cha, Santosako chasupharo cha. Chữ Santosako do cái từ Santosaka, Santosaka ở đây nó đứng làm chủ từ, cho nên nó biến thành Santosako. Bhagavan Ekavachana Vipatti Santosaka, Santosako có nghĩa là tri túc. Tri túc ở đây có nghĩa là biết đủ, chứ không phải là tức là những cái gì chúng ta có, chúng ta biết những cái đó mà thôi, gọi là tri túc ha. Santosako là tri túc, cá là và. Supharo, supharo do từ supara, supara có nghĩa là dị dưỡng, có nghĩa là dễ nuôi, có nghĩa là thanh đạm. Chữ supharo dễ nuôi, dị dưỡng hay là thanh đạm, tức là nghĩa là trong cái gì mình biết trong cái đó một cách mà nó có vẻ thanh bằng thú phận. Và chữ chá đó cũng có nghĩa là và. Rồi câu số 2 ha. Câu số 2 appakicco chassan lahu kavutti, appakicco chassan lahu kavutti, appakicco chassan lahu kavutti. Chữ appakicco nè, appa ở đây có nghĩa là ít ỏi, appa là ít, kicco là công việc hay là phận sự, phận sự ít hay là công việc ít. Appakicco do từ appakicca, và chữ chá có nghĩa là và. San lahu kavutti, san lahu kavutti, chữ san là hú, san là hú cá, san lahu cá có nghĩa là nhẹ nhàng thảnh thơi. San lahu cá là nhẹ nhàng. Chữ kavutti là đời sống hay là sự sống, đời sống hay là sự sống. Ở đây hai câu này cho chúng ta ý nghĩa là sống dễ dàng, tri túc, thanh đạm, không rộn ràng. Sống dễ dàng, tri túc, thanh đạm, không rộn ràng. Đó là câu thứ nhất, câu thứ nhì ha. Câu thứ ba, san tin rí vô cha ni pa cô cha, san tin rí vô cha ni pa cô cha. Chữ san tin, san tin rí vô, san tin rí vô do cái từ san tin rí giá, có nghĩa là do hai từ cộng lại, tức là từ san tá cộng với in rí giá. Thanh tá có nghĩa là thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tá, an tịnh. Còn indriya là căn, căn ở đây tức là nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn,
ý căn vân vân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý á, gọi là những cái căn. Căn tức là coi như là cái gốc của khuôn mắt, tai mũi lưỡi vân vân, à cái đó gọi là lục căn ha. Nhưng mà những cái căn thanh tịnh thì gọi là sanh tinh vi giác, à sanh tinh vi giác là căn thanh tịnh. Rồi chữ gì nữa, nipakko, nipakko do cái từ nipakka, nipakka, à nipakka có nghĩa là trí tuệ, à trí tuệ hay là mẫn tuệ, à chữ nipakka à tương làm chủ từ cho nên nó biến thành nipakko, à sanh tin rí vô cho nipakko chát. Và câu cuối cùng, ốc ba gấp hồ cú lê su an lu hồ, ốc ba gấp hồ cú lê su an lu vi thô, chữ ốc ba gấp hồ, à chúng ta thấy tiếp đồ ngữ á ở phía trước có nghĩa là không, à rồi chữ ba gấp hồ do cái từ ba gấp há, ba gấp há có nghĩa là khinh suất, có nghĩa là dễ vui, có nghĩa là phóng túng. Nhưng mà có chữ ốc ở phía trước, à có nghĩa là không khinh suất, không dễ vui, không phóng túng, không phóng dật, vân vân. Từ thứ hai, cú lê su, cú lê su do cái từ cú lá, cú lá có nghĩa là gia đình. Ở đây ê su cách chia thứ bảy sa tầm mỹ vì phát tí ê ca a và hú quá trình á, tức là trong các gia đình, à, trong các gia đình. Rồi cái từ cuối cùng, từ cuối cùng ananugitho, ananugitho, à chúng ta thấy tiếp đồ ngữ an ở phía trước, tiếp đồ ngữ này có nghĩa là không. Rồi anuvitho do cái từ anuvitha, anuvitha có nghĩa là lưu luyến, tưởng nhớ, niệm tưởng hay là quyến niệm. Thì ở đây anuvitho có nghĩa là không quyến niệm, không lưu luyến, không vương vấn. Và đoạn thứ hai này, san tốt sắc cô chất xúc phát cô chất ấp bác tích cô chất sàn lá hút cao vô tí sàn tình tích đồ chất nếp bác cô chất ấp bác góc cô vô lề sâu an an thô, sống dễ dàng, tri túc, thanh đạm, không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyên niệm. À và một đoạn khác, một cách dịch khác có nghĩa là thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự, tình an quái lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. À thì cái cách nào chúng ta cũng thấy, à cái lô dịch cũng rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta hiểu đại khái những cái từ như mà bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Sanh tốt sát khổ cha su phát khổ cha, sanh tốt sát khổ cha su phát khổ cha, sanh tốt sát cô cha su phát rồ cha, ấp bác kích cho cha san
lahavuti appakicho chasan lahukavuti appakicho chasan lahukavuti. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Santosako chasuparo chappakicho chasan lahukavuti. Santosako chasuparo chappakicho chasan lahukavuti. Santosako chasuparo chappakicho chasan lahukavuti. Câu 3 câu 4. San tinh rít dô chân ni bắc cô cha. San tinh rít dô chân ni bắc cô cha. Ấp ba gấp hồ cú lệ su an an u rít thô. Ấp ba gấp hồ cú lệ su an an u rít thô. Ấp ba gấp hồ cú lệ su an an u rít thô. Bây giờ chúng ta ôn câu 3 câu 4. San tinh rít dô chân ni bắc cô cha. Ấp ba gấp hồ cú lệ su an an u rít thô. San tinh rít dô chân ni bắc cô cha. Ấp ba gấp hồ cú lệ su an an u rít thô. San tinh rít dô chân ni bắc cô cha. Ấp ba gấp hồ cú lệ su an an u rít thô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài. Santo sako cha supa ro cha appa kicho cha sala hu kau bo ti san tin ri yo cha ni ba ko cha appa ga po ku le su ananu kicho. Santo sako cha supa ro cha appa kicho cha sala hu kau bo ti san tin ri yo cha ni ba ko cha appa ga po ku le su ananu kicho. Santo sako cha supa ro cha appa kicho cha sala hu kau bo ti san tin ri yo cha ni ba ko cha appa ga po ku le su ananu kicho. Ở đây chúng ta chỉ đọc thôi, không có phân tích trường âm đoán âm ha. Bởi vì hôm nay là cái ngày sinh hoạt tùy duyên, chứ không phải như những cái ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Cho nên chúng ta chú trọng về cái giọng đọc của giọng kinh, rồi chúng ta sẽ chuyển qua giọng kệ. Nhiều khi thời gian đối với chúng ta cũng không còn để chúng ta đi vào cái nội dung của cái đoạn này, thì mong quý vị thông cảm ha. Trước tiên chúng ta đọc theo giọng kinh. À, cái đoạn này hơi khó, bởi vì cuối câu số 2 nó không phải là trường âm, cho nên quý vị đọc tự do. Khi nào mà quý vị nghĩ là trường âm, còn nếu mà nó nói đúng á, như ngài Liễu Tông á, thì chúng ta dừng lại chữ vú tí. Santosako chasuparo chappakicho chasalahukavu tí. À, chúng ta dừng ở cái động từ này. Nhưng mà đây là một đoạn, cho nên chúng ta cố gắng không nên dừng lại nơi đoạn âm, mà chúng ta đọc theo giống thì lại nơi trường âm ha. Rồi quý vị hoan hỷ. Rồi đọc giọng kinh trước, rồi khi đó chúng ta mới qua giọng kệ ha. Rồi, xin mời vị nào đưa tay lên đọc dòng kinh trước, rồi khi đó chúng ta sẽ hướng qua dòng kệ. Chứ nếu mà vừa đọc dòng kinh rồi chạy qua dòng kệ thì thấy nó hơi bị phân tâm. Cái nào theo cái đó đi ha. Rồi, mời Sik Mita, Sik Kim Nhung. Nam mô Bụt A Di, Nam mô Tham Ma Di, Nam mô Sằng Khà Di. Và cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cũng chư Tôn Đức Quý Bảo, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con xin phép đọc đoạn 2
của Từ Bi Kinh. Sang tu sa cô cha su pha rô cha ba kích chô cha san lao ca vô ti san tình ri dô cha ni ba cô cha ba gáp phô cú lê su an an u gích thô. Sàn tốt xa cổ cha su pha rô cha ba kích chô cha san lao ca vô ti san tình ri dô cha ni ba cô cha ba gáp phô cú lê su an an u gích thô. Thanh mần thủ phận an nhàn, không ham thế sự, tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh, luyến mong dục trần. Dạ có kệ nữa không ngài? Dạ cho con biết rồi, có kệ nữa không? Dạ vậy con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ thôi cho phép con kể luôn đi, bởi vì lát nữa đây con bận việc, con phải rời room sớm nên là xin cho con kể luôn. San tuốt sa cô cha su pha rô cha, để con kéo xuống. Áp ba kích chô cha san lao ca vụt tì san tinh ri yô cha ni ba cô cha áp ba ga phô cú lê su an an u gịch thô. Đây con kể lại lần nữa, nó cứ nhảy lên nhảy xuống. San tuốt sa cô cha su pha lô cha áp ba kích chô cha san la hu ca vuốt ti san ti ri yô cha ni ba cô cha áp ba gặp phô cú lê su an an u gịch thô. Dạ con đã xong. Dạ con có chỗ nào sai thì xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Con xin nhường mic cho cô Kim. Cô Kim Nhung. Alo. Xin lỗi quý vị ha. Bởi vì theo như phim mít ta thì cũng bận rộn cho nên mua rung sớm. Thì ở đây qua cái giọng kể thì chúng tôi cũng trình bày luôn. Quý vị nào muốn đọc giọng kinh, quý vị nào muốn đọc giọng kể thì có thời gian ha. Và chúng ta tranh thủ vị nào mà canh như hôm trước thì chúng ta giọng kinh riêng, giọng kể riêng, có thời gian. Còn bây giờ thì xích người ta về công việc cho nên phải kể rồi mới đi. Nhưng mà nếu mà nói về giọng kể của xích mấy ta thì kể có ba cách đọc. Một là chúng ta đọc từng câu một. Hai là chúng ta đọc một lần hai câu. Và ba là chúng ta đọc nguyên bài. Tức là ba cái cách mà chúng ta kể. Như vừa rồi thì Siddh Metta câu 2 nó dính qua câu 3. Câu 2 nó dính qua câu 3. Chính vì vậy cho nên nó thành ra cái cách kể thứ tư rồi, chứ không phải là cách kể thứ ba, thứ hai hay là cách kể đầu tiên. Rồi bây giờ Siddh Metta chú ý ha. Qua giọng kể nè. Một là chúng ta đọc câu 1, hai là chúng hai, ba là nguyên. Bây giờ nhận định có thích là cách kể em đối các cho kinh phun thì sân tin ri yô chân ni ba cô cha âm ba gâm phô cù lê su an an u gênh thô
đọc một lần hai câu, khiến người ta chú ý nha. Đây là một cái lối mà chúng ta đọc trong pháp cú và nó thành ra một cái thói quen ha. À, bây giờ để lên nè. Santun sakun cha suparo cha ambakin chung cha san lau kawun ti santin tuyo cha nibako cha ambagam phong kule suananu gin thong. Đọc lại lần nữa ha. Chân tôn sa cô cha su pa ro cha âm ba kinh chô cha san la hu ca bồn tề san tin ri yo cha ni ba cô cha âm ba gam phô cu lê su an anu vinh thô. Đây là cái đọc mà chúng ta đã học trong pháp cú. Và cái đọc thứ hai này tương đối ha, dễ ha. Rồi bây giờ mời sư Kim Nhung ha. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc phần 2. Sang tu sa ko cha su pha ro cha áp ba ki cho cha san la hu ca vu ti san tin ri yo cha ni pa ko cha áp ba ga pho ku le su an an lu ghi tho. Sang tu sa ko cha su pha ro cha áp ba ki cho cha san la hu ca vu ti san tin ri yo cha ni pa ko cha áp ba ga pho ku le su an an lu ghi tho. Thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Con xin kể. Sang tu sa ko cha su pha ro cha áp ba ki cho cha sa la hu ca vu ti san tin ri yo cha ni pa ko cha áp ba ga pho pu le su an anu ghi tho. Sang tu sa ko cha su pha ro cha ba ki cho cha san la hu ca vu ti tin ri yo cha ni pa ko cha apa ga pho ku le su an anu ghi tho. Thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Dạ con đã đọc và kệ xong. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư vào đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ thân mời vị kế tiếp ạ. Alo 123123 Đều Hữu Kim ha, và sư Thiền Vũ chàng chút ha. Trong dòng kể thì chúng ta có thể du di, bởi vì kể thiền sao cũng được. Nếu mà dòng kinh á, thì quý vị quan hệ ha, dòng kinh thì phải đọc cho nó đúng. Hai lần đọc thì chúng ta có thể nói là huề vốn này ha. Nhưng mà hai lần đọc cũng có thể khẳng định rằng chúng ta chắc ăn. Thì cái từ cuối cùng Ananugitho, Ananugitho chẳng phải Anna. Sư Tư Kim Nhung ha. Đọc Anna có thể đọc qua dòng kệ, nhưng mà Ananugitho thì dòng kinh phải chuẩn. Chúng ta căn bản dòng kinh, rồi dòng kệ chúng ta nhập tâm ha. Thì sao cũng được, chúng ta phổ hồn vào trong đó, nhưng mà dòng kinh thì phải chuẩn. Nếu mà Anna thì cái ý nghĩa của từ Bali này nó khác. Bởi vì chữ Anh là một phủ định, mà chúng ta đọc Anna là không được rồi ha. Cho nên sẽ Kim Dung chú ý chỗ này ha. Ananugitho
hai lần đọc đều là đọc an na, hãy chỉnh lại, hoặc là sự kim dung có thể viết sai, bây giờ bỏ cái dấu đó đi ha. Ananugitho. Rồi bây giờ mời đạo hữu Kim 0818, vị này thấy mới nè ha, không biết mới hay là cũ đây, không biết nữa, nghe giọng là biết. Rồi xin mời nha. Kính chào sư chí đức, các sư, các cô tư nữ và quý Phật tử. Sư ơi, cái tên kia Kim kia đó là Kim Chỉ đó sư, nó già quá rồi, nó hơn 1000 tuổi rồi, cho nó đi thai đi sư ơi, cho nó dậy hưu đi. Con cho cái này, Kim này là Kim thiệt đó sư, cái kia là Kim Chỉ đó sư, kia Kim già rồi, nó cho đi thai đi sư. Hên quá, con vô để con thử. Con thử coi âm thanh rõ không quý vị, nghe âm thanh rõ không quý vị. Bà nhiều chuyện. Con chuyện nhiều chứ phải nhiều chuyện đâu sư. Trời ơi, chứ hay vợt con quá à. Để con trả bài. Trời ơi, kinh từ bi này, sao sư dạy kinh từ bi mà sao sư không từ bi hỷ xả gì trơn vậy, sư từ bi xả rác nữa. Bà nhiều chuyện, trời ơi, nhiều chuyện gì đâu. Cái kia nên người ta thay bình đổi rượu hoài, con thay thôi. Cái kinh kia, cái tên kia nó già quá rồi sư, cho nó nghỉ hưu đi sư ơi. Rồi con xin trả bài nha. Dài mới nha sư, cũng khó nha. Trời ơi, đi đọc nha. Thôi con xin trả bài đi. Không sao, chào quý vị. Mai mốt cái này là tên thiệt nha. Kim này kim thiệt đó, kim kia kim chỉ đó. Cho nó đi thai rồi, ngày mai gặp lại tiếp. Dạ yeah, con xin trả bài nha. San tuk sako kasuparo ka apakitko ka san loho ka vukti san tin viyo ka nipako ka apagapo kule suana nugitho. San tuk sak san tuk sako kasuparo ka apakitko ka san loho ka vukti san tin viyo ka nipako ka apagapo kule suana nugitho. Ai da, bây giờ tới kệ nha. Kệ đi, kệ cha cái mẹ gì cũng được, miễn kệ rồi được rồi. Sang tuk sako cha suparo cha apakit ko ka san la hoka vukti sang tin riyo cha nipako cha apagapo kule su ananukit tho. Trời kỳ quá, đọc thêm lần nữa. Sang tuk sako cha suparo cha ab ba kit ko ka san la ho ka vuk ti sang tin ri yo cha ne pa ko cha ab pa ga po ku lai su an ab ba ga po ku lai su a okay ab pa ga po ab pa ga po ku lai su a na nu kit tho. Cũng xong cái bài kệ, thôi dịch tiếng Việt ra đi. Thanh bằng thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh liếng mông dục dằn. Đọc xong rồi đấy sư, chắc con chết chắc kỳ này rồi sư. Con xin trả, con có sai xin sư và đạo tràng sửa cho con nha. Kỳ này là cái nick kim này, kim được kim thiệt đó nha, cái kia là dẹp rồi đó. Con xin trả máy nhường lại cho người khác nha. Alo, sư Thiện Vũ, chờ chút nè. Cái này thanh bằng thủ phận, tức là có bao nhiêu biết bấy nhiêu đi. Vậy mà cái chữ Apakicho và Nipako, chữ chô và chữ cô này, hai chữ này nó giống nhau, sao đọc kỳ quá vậy? Kích chá là công việc, là và đời sống, là phận sự. Kích chá, kích chô, vậy mà đọc là kích cô à, giống như chữ ní bác cô là sao vậy? À, hai chữ khác nhau chứ, hai lần đọc à, mà lại đọc giống nhau. Cái dòng tin là phải chỉnh nha, còn cái dòng kệ thì kệ sao cũng được hết á.
Nhưng mà đọc cái chỗ này kích chô chứ không phải kích cô. À, khi kìm hôm nay đi quảng cáo cái tên đạt ha, tên mới ha, chữ viết khoa 0818 thấy ngầu thiệt. Mà đọc cái chữ kích kích chá kích chô mà đọc thành kích cô khổ quá bà ơi. Mời sĩ Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ngày hôm nay. Sanh tút sa cô cha su pha rô cha áp ba kích chô cha sanh la hu ca vút ti sanh tình huy yô cha ni pha cô cha áp ba gáp vô cú lê su anandu kít thô. Sanh tút sa cô cha su pha rô cha áp ba kích chô cha sanh la hu ca vút ti sanh tình huy yô cha ni cô cha áp ba gáp vô cú lê su anandu kít thô. Thanh bần thủ phận an nhàn không tham thế sự tịch an cõi lòng lục căn chế ngự nghiêm phòng không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Dạ con đã đọc xong, còn kệ khó quá con không biết kệ, con có sai con xin sư sửa cho con và con xin mời đệ kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính chào quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Santusako chasuparo cha apakicho cha salahu kavuti santin triyo cha nipako cha apagafo kule su ananugitho. Santusako chasuparo cha apakicho cha salahu kavuti santin triyo cha nipako cha apagafo kule su ananugitho. Thanh bần thủ phận an nhàn không ham thế sự tinh an cõi lòng lục căn chế ngự nghiêm phòng không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Santusako cha suvaro cha apakicho cha salahu kavuti santin triyo cha nipako cha apagafo kulesu ananugito. Santusako cha suparo cha apakicho cha salahu kavuti santin triyo cha nipako cha apagafo kulesu ananugito. Dạ con đã đọc và kể xong, dạ có nhiều sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng đã cho mình được biết âm thanh rõ. Dạ con xin đọc bài câu số 2 của từ bi hôm nay ạ. Santusako chasufaro cha apakicho cha san lahukawut ti san ting tri yo cha ni pa ko cha appa ga pho ku le su ananu githo. Santusako cha suparo cha appa kicho cha san la hu ka wut ti san ting tri yo cha ni pa ko cha appa ga pho ku le su ananu githo. Thanh bần thủ phận an nhàn không ham thế sự tình an cõi lòng lục căn chế ngự nghiêm phòng không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Dạ con xin kệ. San tut ca so cha su ba ro cha am ba ki cho cha san la hu ca wun ti
san tin tri yo cha ni ba ko cha am ba ga phu ku le su ananu git tho. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con mong Ngài chỉnh sửa lại giùm con. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, bây giờ con xin mời bàn tay của Sitina. Nam mô Bích Tha. Dạ. Con kính lãnh lễ Văn Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu số 2 của bài từ Bi Kinh. San tu sa ko cha su pha ro cha appa ki cho cha sa la hut ka hut ti san tin ri yo cha ni pha ko cha appa ka po ku le su ananu ki to san tu sa ko cha su pha ro cha appa ki cho cha sa la ka hut ti san tin ri yo cha ni pha ko cha appa ka ô cô lê su anna anna nước ký tô thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh liễu mông dục trần. San tuấn sa cô cha su pha ro cha âm pa khi chú cha sa la hun ca u ti san tin tri yu cha ni pa khu cha âm pa gam phu khu le su anan nu kin tho san tun sa khu cha sum pa u cha âm pa khi chú cha sa la hun ca u ti san tin ri yo cha ni pa khu cha am pa kam phu khu le su an na nu kin tho. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin Ngài sửa giùm cho con, và con kính mời vị kế tiếp. Dạ nam mô Bích Tha ya, nam mô Tham ma ya, nam mô Sang kha ya. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép đọc San tu sa ko cha su pha ro cha ap pa kit cho cha san la hu ka vu ti san tin ri yo cha di ba ko cha ap pa ga po ku le su ananu git tho san tu sa ko cha su pha ro cha ap pa kit cho cha san la hu ka vu ti san tin ri yo cha di ba ko cha ap pa ga po ku le su ananu git tho thanh bần thủ phận an hòa nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Giờ con xin phép được kệ ạ. San tu sa ko cha su pha ro cha am ba ki cho cha san la hu ka vun ti san tin ri yo cha ni pa ko cha ap pa ga pho ku le su ananu git tho. Dạ con đã xong ạ, con kính cảm ơn đạo tràng, con kính tri ân sư. Dạ con xin phép xuống mất ạ, con mời Nguyên Trang. Nam mô Bích Tha ya, nam mô Tham ma ya, nam mô Sang kha ya. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào toàn thể đạo tràng ạ.
Dạ, sau đây con xin đọc từ Bi Kinh, câu số 2. Santusako chasufaro cha appakicho cha sanlahukawut Pisantin triyo cha nipako cha appakafo kule su ananukitho Santusako chasufaro cha appakicho cha sanlahukawut Pisantin triyo cha nipako cha appakafo kule su ananukitho Thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mông dục trần. Dạ con kệ. Lâu quá không kệ đấy con coi. Santusako chasufaro cha appakicho cha san lahu kawuti san tin tri yo cha ni pa ku cha abba ga hu ku le su ananu kit tho. Dạ con đã đọc xong và kể xong ạ. Dạ con có sai con kính xin sư ngài chỉ cho con. Dạ con kính chào cô tu nữ Tệ Duyên, con kính mời bàn tay của cô ạ. Nhờ sa thú lành thai. Cảm ơn Nguyên Trang. Nam mô Bức Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Cang, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin đọc kinh Tử Vi. Santusako chasuparo cha apakicho cha san lahukavuti san tinriyo cha nipako cha apagapo kuleso ananugitho. Santusako chasuparo cha apakicho cha san lahukavuti san tinriyo cha nipako cha apagapo kuleso ananugitho. Santusako chasuparo cha appakicho cha sanlahukavuti santindiyo cha nipako cha appagappo le so anugito anusako cha suparo cha apakicho cha sanu apakicho cha san lahukavuti san tin di yo cha ni pa ko cha apa ga po ku le so anu gi to thanh bằng thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Dạ, Tự Nhiên đã đọc xong. Dạ, bây giờ kính mời đạo tràng Tự Nhiên xin xuống. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Trong dòng kinh á, thì cô tu nữ Tự Duyên đọc rất là chuẩn, nhưng mà trong dòng kể á, cái chữ cuối cùng á, tại sao ăn gian hả? Ananugitho, chữ này thấy đọc ăn gian quá
Ana Vít Thồ, bỏ chữ nú đi. Như vậy cái nghĩa của cái từ đó sao nó trọn vẹn à, giọng kệ của tôi nữ tự nhiên đọc hay, nhưng mà nó thiếu một chữ, nghe nó xa khao. Cố gắng đọc cho nó đúng chữ chứ. Lẹo lưỡi, trời đất ơi, giọng kệ nó ngọt quá trời, số 1 ở trong room này. Nhưng mà là, tại sao lại lẹo lưỡi? Rồi bây giờ nghe huynh Giang Nhật Hà ha. Huynh Giang Nhật Hà đọc đâu có lẹo lưỡi, giọng rất là rõ ràng ha. Rồi huynh Giang Nhật Hà đâu rồi? Đưa tay lên cho rồi, nhắm mắt cỡ gì không biết nữa. Alo, huynh Giang Nhật Hà. Hay là thấy cô nữ tự nhiên đọc hay quá rồi cái run ha. Thấy Sĩ Nguyên Trang lâu lâu vô thấy cũng đọc cái bài này cũng hay quá xá nha. Đâu có chỗ nào đâu mà lẹo lưỡi. Đây là một bài kinh mà cái quan trọng của nó, lục căn chế ngự nghiêm phòng. Đang lái xe hả? Rồi lái xe đi, nguy hiểm. Bởi vì lục căn chế ngự nghiêm phòng, tức là chúng ta phải biết chúng ta đang làm cái gì. Mà khi mà tụng bài kinh này thì chúng ta phải coi như tịnh an khỏi lòng, tức là không có nghĩ tới cái vấn đề gì khác. Mà tụng bài kinh này á, mà khi mà chúng ta thu thúc lục căn, khi mà tâm của chúng ta an tịnh thì chúng ta mới trị ma được. Còn không mà nếu mà chúng ta phóng tâm thì ma nó trị giống ta. Khi mà ông Tóc cô đọc á, em nghe tới tên của Đức Phật, nghe chữ Bút Khô thôi, thì trong đêm tối ông mới nói người bạn của ông, bạn của ông là mai là thỉnh Đức Phật tới Tây Tăng. Nhưng mà ông mới nghe cái từ Đức Phật thôi, tự nhiên cái tâm của ông ta hướng về Đức Phật liền, có một cái niềm tin mà muốn gặp Phật ngay. Cho nên trong cái đêm tối đó, ông bà phải đi ngang một cái nghĩa địa để đi đến chùa Kỳ Viên. Thì khi ông đi, vậy là ông hướng tâm về Đức Phật. Và phía trước ông ta có một cái ánh sáng, do cái niềm tin ha, có một cái ánh sáng đó soi đường cho ông ta đi. Và ông ta cứ nương theo ánh sáng đó hướng về ân đức của Phật mà ông ta đi gặp Đức Phật. Nhưng mà khi đi qua cái nghĩa địa đó, vướng một cái khúc sương, rồi làm ông ta thất niệm, rồi ánh sáng nó mất. Thì ở đây vậy, bài kinh này, khi mà chúng ta tình an cõi lòng này, lục căn chế ngự này, thì khi đó phi nhân nó mới sợ chúng ta. Còn mà khi chúng ta đọc mà sợ sai á, thì chúng ta lại sợ phi nhân. Chúng ta cứ nhìn vô đó, chữ nào biết chữ đó, giọng kinh theo giọng kinh, giọng kệ theo giọng kệ, và chúng ta hướng tâm về đó, thì chắc chắn rằng ma sẽ sợ chúng ta. Mà ma đó là gì? Ma đó là chính trong con người của chúng ta, chứ không phải là ma bên ngoài. Ma đó là phiền não ma vương, ngũ uẩn ma vương, pháp hành ma vương, chư thiên ma vương, tử thần ma vương. Chúng ta hãy sợ con ma bên trong của chúng ta. Còn ma ngoài tính sao? Mình sợ bên trong chứ. Mà khi mình đọc lên với tất cả tấm lòng thì như vậy mình không còn sợ gì hết. Rồi, chắc rằng không ôn lại bài trước, cho nên qua cái đoạn này thấy quý vị thấy nó chưa có trớn hay sao. Và bây giờ chúng ta đọc lại 3 lần ha. Rồi quý vị cứ tiếp tục, quý vị nào chưa đưa tay thì cứ tiếp tục. Chúng ta bài kinh này là một bài kinh quan trọng. Nếu chúng ta không thuộc bài kinh này thì đi bất cứ một chỗ nào chúng ta cũng không thấy có tự tin. Bởi vì cái từ trường của chúng ta không có tỏa ra thì chúng ta sợ người ta, mà từ trường của chúng ta tỏa ra thì người ta lại sợ mình. Cái này quý vị cố gắng
chính bài kinh nó khó như vậy ma nó mới sợ nhé. Còn bài kinh dễ quá thì mình sợ ma, mình coi thường. À, bây giờ chúng ta ôn lại ha. Chân tôi sát cô cho su pha cô cho ấp bác kỳ cho chắc sàn là hô cao cô tí sàn tình tí dô cho nê bác cô cho ấp bác gặp cô cú lệ su an an u gịch hồ. Chân tôi sát cô cho su pha rô cho ngầm bác kỳ cho chắc sàn là hô cao bôn kỳ chân tinh ri vô chân ni bác khô chân âm bác âm phô phù lệ su an an u kinh thô chân tổ sát cổ chất su bác rô chất ấp bác kích chô chất sàn lâu cao vô thí chân tinh ri vô chân ni bác khô chất ấp bác âm phô phù lệ su an an u kinh thô. Thân ơn thân ơn san tôn sa cô cha su ba lô cha ngầm ba kinh chôn cha san lau ca vun tình san tinh tinh yon cha ni ba cô cha ngầm ba gam phôn cù lệ su an an u kinh thôn. Cái bài kinh này nếu quý vị mà vô trong Google á, gõ cái bài kinh Kavani này mà cái giọng kể của ngài Narada, quý vị nghe cái giọng kể của cái giọng Tích Lan mà lúc xưa trước 75 chúng tôi có tiếp cận, có gặp ngài Narada và ngài kể cái giọng Tích Lan, ngài kể cái giọng Tích Lan. Cho nên quý vị nghe chữ chá hoàn thành chữ chờ. Sanh tôn sa cô chờ. Chữ chá này đọc thành cái chữ chờ. Mà quý vị nghe ngài kể rất là hay. Và ngài Narada, quý vị vô trong Google tìm lại cái bài kinh Tarani thì có cái giọng kể của ngài Narada. Rồi khi nào đọc cái đoạn này tương đối ổn rồi chúng ta ôn lại cái đoạn đầu luôn ha. Chứ cái đoạn này chưa có chạy mà bây giờ ôn lại đoạn đầu cái là nó chốc quốc luôn. Cho nên quý vị thông cảm ha. Trời ơi đưa cái này lên làm rối luôn. Cái đoạn nào đây đọc xong rồi khi nào mình ôn lại thì mới vô đoạn 1. Rồi Sĩ Nhật Quỳnh muốn vậy thì chịu. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài Trị Đức, Đại Đức Phật Trang, Đại Đức Tệ Đức cùng chư tăng đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con nãy giờ con lặng bạch ngài, con đợi con thấy câu kim xin bài của ngài nên con biết là ngài đâu có chuẩn bị sẵn đâu cho bài nên con post lên và con xin sám hối với ngài ạ. Để con kiếm ở chỗ xích kim để ngài dạy quan con đó, chứ con đâu có dám đâu đó, ngài thấy chưa. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, dạ. Bây giờ thì con xin được đá bài đoạn 2. Dạ, nãy giờ con lặng nên con chắc là sai, nhưng mà con muốn trả bài đặng con chạy tiếp một ngày để một hồi nó nói là vô học không chịu học nên con phải ráng. Sàn tuốt sa cờ cho sư pha rờ cha áp a kích chờ cha sàn la hú ca vuốt tí sàn tình tí dơ cha ni ba cờ cha áp ba gấp hồ cú lê sư an an nu gít thơ. Sàn tuốt sa cờ cha sư pha rờ cha áp a kích chờ cha sàn la hú ca vuốt tí sàn tình tí dơ cha ni ba cờ cha áp ba gấp hồ cú lê sư an an nu gít thơ. Thanh bằng thủ phận an nhàn, không ham thế sự tình an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng,
không cho liều lĩnh liếu mong dục trần. Dạ, con đã trả bài xong. Lúc nãy con nghe ngài chưa kể, nhưng mà bây giờ thì ngài cho kể nên con thử. Dạ, con thử kể. Thật sự con chưa có kể bài từ bi này, mà con chỉ có đọc thôi. Dạ, nên con thử kể ạ. Sàn tuột xa cô cha su pha rô cha a pa kích cho cha sàn la hu ca vút ti sàn tỉnh đi vô cha ni ba cô cha a pa gặp hô cụ lê su anuna gít thô sàn tu sa cô cha su pa rô cha a pa kinh châu cha san la hu ca vốn ti sàn tinh di dô cha ni ba cô cha a pa gặp hô cụ đê su ananu gít thô. Dạ, con đọc qua có sai, ngài chỉ dạy cho con để con. Dạ, con thành kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân quý ngài và kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin được xuất bình ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn số 2. Sanh tút sa cô cha su ba đồ cha áp ba kít chồ cha sanh la hú ca vút ti sanh tiền đi dồ cha ni ba cô cha áp ba gấp bồ cô lề su ananu gít thồ. Dạ, con đọc lại một lần nữa. Sành tốt sa cổ cha su ba đồ cha áp ba kít chồ cha sành la hú ca vút ti sành tiền ti dồ cha ni ba cổ cha áp ba gấp bồ cô lề su ananu gít thồ. Dạ, con xin kể. Sàn tốn sa cô cha su ba đô cha a ba kít chô cha sàn la hô ca vút tì sàn tín đi vô cha ni ba cô cha a ba gặp bô cô lê su ananu gít thô. Sàn tốn sa cô cha su ba đô cha a ba kít chô cha sàn la hô ca vút tì sàn tín đi vô cha ni ba cô cha a ba gặp bô cô lê su ananu gít thô. Cái đọc cái chữ trong này nhỏ quá, để mình mở bên đây. Thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh liếng mong dục trần. Dạ, con trái bài xong là chỗ nào con có sai thì con xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa giúp ạ. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, con xin dâng mít lại cho đạo tràng. Alo, 123, 123. Sư Thần Kiểm ha. Đọc xong rồi hỏi nhỏ nhỏ bên trên, người ngồi gần nó hỏi đọc nghe có hay không hả? Phải không Sư Thần Kiểm? Đọc rồi quay qua hỏi người ngồi bên á, đọc vậy nghe có hay không hả? Quý vị thấy Sư Thần Kiểm đọc vậy là thấy hay quá rồi. Mình đọc mình biết đúng, biết biết sai, cũng hỏi người gần bên đọc như vậy nghe có hay không. Khổ quá. Rồi, bây giờ còn vị nào đọc nó không? Hay là thấy cái bài này có, như Sư Kim Nhung nói là cái đoạn câu cuối câu số 2 nó là đoạn âm, cho nên đọc hơi khó. Chính cái khó thế này ma mới sợ chứ, còn dễ quá thì mình sợ ma. Cuối câu 1 ha.
chị cha Santosako cha Suvaro cha ấp chị cha chạy qua chị ấp liền cuối câu một Santosako cha Suvaro cha ấp Bakicho cha San Lahukavo Tisan Tisan tức là chúng ta từ đoạn âm chạy qua trường âm liền như vậy thì cứ thế mà tiếp tục thôi ha. Rồi bây giờ nghe để Đức Vệ Đức đọc nè, khó nhưng mà để Đức Vệ Đức đối với bài này đâu có nhầm nhò gì đâu hả vô tư. Rồi kính thỉnh để Đức Vệ Đức. Alo để Đức Vệ Đức, bài này đâu có khó hả? Rồi xin cung thỉnh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đến lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đến lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài kinh Karani từ kinh đoạn số 2. Santusako cha suffaro cha apakicho cha san lahukavoti san tình riyo cha nipako cha apagapho kule su ananugito thanh bần thủ phận an nhàn không ham thế sự tịnh an cõi lòng lục căn chế ngự nghiêm phòng không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Dạ yeah, không ông chưa giờ cài cái bài kinh này cho nên con xin phép không cài à. Dạ con xin xuống mít nè, không có xài chỗ nào xin ngài chỉnh sửa dùm con. Dạ alo, alo. Dạ con xin sám hối ngài, hồi nãy con kể sai chữ nào và bây giờ con xin kể lại. Tại vì cái bài này nó lẹo lưỡi cho nên là bây giờ con xin kể lại ạ. Santusako cha suvaro cha apakicho cha san lahukavuti san tình riyo cha nipako cha apagap phô cú lê su ananu gít thô san tu cha cô cha su pha rô cha a ba kích chô cha san hù ca vô san tu cha cô cha su pha rô cha a ba kích chô cha san la hô ca vô ti san tinh đi vô cha ni pa cô cha a ba ga po lê so anu ghi thô san tu cha cô cha su pha rô cha a ba kích chô cha san la hô ca vô ti san tinh ri yô cha ni pa cô cha a ba ga po cu lê so anu ghi thô thanh bần thủ phận an nhàn không ham thế sự tịnh an cõi lòng lục căn chế ngự nghiêm phòng không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Dạ con xin hết. Bài này con rất là mê và con rất là thích, bị con cũng bị cái bài này mà con cố gắng nhớ và đến câu kệ con cũng ráng mà kệ chứ rất là khó, lúc đầu nó lẹo lưỡi dữ lắm. Một ngày con nhai rất là nhiều. Dạ, kính tri ân ngài và đạo tràng. Dạ, bây giờ con xin xuống mất ạ. Alo, tri ân đi vậy, đọc cũng lẹo lưỡi, cũng sai luôn.
cũng là cái chữ cuối cùng. Ananuvitho, bây giờ bỏ chữ ná, Ananuvitho. À, quý vị có nghe vậy không? Đọc dòng kinh thì rõ ràng, mà qua cái dòng kệ thì chỗ này lẹo lưỡi thiệt. Mà lẹo lưỡi vậy thì má đâu sợ mình. Quý vị biết thời gian rất giải phóng, à, chúng tôi cùng với Ngài Tịnh Đức đi về miền Tây, à, thì đến những cái hang động mà ở miền Tây thì hang động nhiều lắm, còn không thì có mấy cái miếu bà chú xứ á, tức là cái làng nào cũng có một cái đình cái miếu, mà trong cái đình cái miếu đó thì họ bỏ hoang, à, chỉ có ông từ buổi chiều ông tới ông đốt nhang rồi có ông chuồn, đâu dám ngủ lại. Mà bây giờ đi Ta Bà đây đó, bây giờ gặp cái miếu là che mưa đục nắng, có chỗ trú đêm vậy là mừng lắm. Nhưng mà nếu không thuộc bài kinh này chắc chắn phải ra sân mà ngủ. Chứ bây giờ vô trong cái miếu người ta mà mình không thuộc bài kinh này, xin lỗi, nhảy lên cái tấm phản đâu mà ngủ sáng ngày thấy nằm ở ngoài sân á. Vậy này muốn mà nằm ngủ ở trên phản đó thì mình phải xin phép cái vị thần hoàng thổ địa đó, tức là ông chủ cái miếu cái đình đó, mà mình xin phép bằng cách mình đọc cái bài kinh từ bi này phải thuộc. Nếu mà không thuộc bài kinh này thì chắc chắn là nằm trên phản đó sáng ngày thấy mình nằm ngoài sân à. Ở trường hợp này bị nhiều lắm. Mấy ông sư là đi Ta Bà, đi chỗ này chỗ kia phải thuộc bài kinh này. Cho nên đây là một bài kinh mà chúng ta sẽ tâm từ đến các hàng chư nhân. Chúng ta phải có một cái từ trường, phải thuộc lòng. Chứ nếu mà đọc lẹo lưỡi kiểu này thấy ở miền Tây sông nước thì chắc không cho xuống hồ, xuống ao, xuống lạc nên để mà tắm quá hả? Có tu nữ từ gì đọc lẹo lưỡi là thấy là uống nước luôn á. Vậy nên quý vị quan hệ cố gắng càng khó bao nhiêu, đây tịnh an cõi lòng này là một, lục căn chế ngự là hai này, tức là chứng tỏ mình phải khắc phục, mình phải điều chỉnh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Về lục căn này mình phải thu thúc. Khi mình thu thúc rồi thì làm sao lẹo lưỡi. Nếu mà dễ quá thì coi như ma đâu sợ. Chính vì khó thế này cho nên mình phải học, cho nên quý vị cố gắng đi. Đi đây đi đó thì cái bài kinh này là một bài kinh rất là quan trọng ha. Bây giờ chúng ta nghe cô tu nữ Phúc Hạnh ha. Rồi xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, thấy cô tu nữ Phúc Hạnh đưa tay mà. Alo, lý do làm sao đưa tay mà, đưa tay thấy đầu hàng hay sao, đầu hàng
mà đưa hai tay, sao không đưa có một tay vậy? Alo, cô tu nữ phúc hạnh, đưa tay chúng tôi nhường mời mà tại sao không chịu lên? À, hay là thấy bài này khó quá cứ đưa tay đầu hàng? Rồi, quân dân Nhật Hà số 1, Nam Nhi Chi Chí là vậy chứ, xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sang Khà Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tài Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nãy giờ con lái xe, con nghe đạo tràng kể hay quá, nên con cũng về, con xin phép đọc ạ. Đoạn số 2. Dạ, con cảm ơn sư. Santusako chasufaro chapakicho chasan lahukawut ti san tin riyo chanibako chapagafo kule su ananugitho. Santusako chasufaro chapakicho chasan lahukawut ti san tin riyo chanibako chapagafo hồ cú lề su ananugitho. Thanh bằng thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng. Lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Dạ con cũng xin phép đại ạ. Santusako chasufaro cha ampakicho chasalahukawuti Santin riyo chanipako cha ampagafo kulesu anagugitho. Santusako cha sufaro cha ampakicho cha saluhak. Dạ con chắc kể lại, cái bài này khó quá. Santusako cha sufaro cha Ampakicho chasaluhakawuti Santindriyo chanipako cha Ampagafo kulesu ananugitho. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư chỉnh sửa giùm. Dạ con xin mời về kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, nãy con có đọc rồi á, bạch ngài mà sao con tưởng là nghe chứ con đâu biết đâu. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tệ Đức. Kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Kính chào đạo tràng. Sau nay con xin đọc đoạn số 2 ạ. Santusako chasubaro chapakit Santusako chasufaro chapakit cho chas san lahukawuti san tinthiyo chanibako chapagapho kulesu ananugitho Santusako chasufaro chapakit cho chas san lahukavutti san tinthiyo riyo chanibako cha apagapho kulesu ananugitho. Thanh bằng thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng. Lục căn chớ ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh liếng mong dục trần. Dạ con xin kệ. Santusako chasubaro cha apakicho cha san lahukavuti san dinriyo chanibako cha apagafo kulesu ananugitho. Dạ con xin xuống biết sai chỗ nào, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa ạ. Sa thú, cô tu nữ phúc hạnh.
Khi nãy là cô tu nữ Phúc Hạnh đọc chư thiên nghe, bây giờ là đọc cho nhân loại nghe ha, đọc hai lần luôn. Cho nên cái giọng đọc của cô tu nữ Phúc Hạnh ơi, không có nghĩ bàn được ha. Rồi thôi bây giờ chúng ta ôn lại đoạn 1 và đoạn 2 để cho nó có trớn. Quý vị cố gắng học thuộc bài này thì ma sợ quý vị, mà quý vị học không thuộc là quý vị sợ ma ha. Thế là bây giờ chúng ta ôn lại đoạn đầu và đoạn này ha. Trước tiên là dòng kinh, rồi sẽ qua dòng kệ ha. Tức là cho nó có trớn. Nhiều khi vô cái đọc cái đoạn 2 cái là quý vị mất trớn đi, rồi cái đoạn 1 không ôn lại. Nhưng mà cứ nghĩ rằng quý vị đoạn 1 hay rồi, ai ngờ qua đoạn 2 này thấy bị lẹo lưỡi, lúng túng. Bây giờ đoạn 1 đọc rồi xong cứ qua đoạn 2 ha. Karati yamat thakusale na yan tang san tang ba dang akisame chasapu uchu chasu huchu chasu vacho chasamudu anakimani. Karani yamat thakusale na yan tang san tang ba dang akisame chasapu uchu chasu huchu chasu vacho chasamudu anakimani. Rồi bây giờ chúng ta nói giữa đoạn 1 và đoạn 2 ha. Về giọng kinh trước rồi qua giọng kệ. Karani yamatta kusale na yan tang san tang ba dang apisame chasapu uchu chasu uchu chasu vacho chasamudu anati mani santo sako Chasuva roja apaki yo chasan lahu kavoti san tinri yo chanibako ja apagapo kule su ananugitho. Đọc lại lần nữa ha. Karani yamat thakusale na yantang san tang badang apisame chasako uchu chasu uchu chasu vacho chasamudu anati mani santo sako chasu varo cha apakicho chasal lahu kavoti san tinri yo chanibako cha apagapo kule su ananugitho. Rồi dòng kinh xong rồi qua giọng kệ ha. Karani yaman takusale na yan tang san tang badang apisame cha sang ko uchu cha su chu cha suva cho chan samudu anatimani santun sakun cha suparo cha ambakin cho cha san lahu kavunti santin riyo cha nipako cha ambagampo kule su ananugin to. Rồi, kể lại lần nữa ha. Karani yaman thakusale na yantang santang badang apisamencha sangko uchu chasu chu cha suva chu chan samudu anatimani santun sakun chasu paro cha amba kinh chôn cha san lâu ca vô tìm san tinh ri yôn cha ni ba phô cha amba gam phô khu lê su an an u gin thô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại đoạn 1 đoạn 2 ha. Rồi bây giờ xin mời chúng ta đọc đoạn 1 qua đoạn 2 thấy có trấn liền ha. Rồi mời chị Kim Nhung.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, dạ em tính mời chị Kim mà chị Kim chưa lên, thôi để em lên. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con xin đọc vào đoạn 2 ạ. Dạ, con thưa sư, dạ hồi nãy tại vì con không hiểu một thì mình có để cho mình hiểu hết cái ý nghĩa của đoạn 1 không? À, nếu mà mình chuyển qua đoạn 2 như vậy á, thì cái ý nghĩa nó có bị thay đổi không? Thành ra con cũng không biết nên con hỏi. À, con thấy nó hơi khó khó. Dạ, còn nếu như sư dạy là đến nối chữ ní đến sang tút sắc cô thì con đọc được, nhưng mà con không biết là cái ý nghĩa của câu nó có bị thay đổi không. Dạ, con thưa sư, con xin đọc. Karani yama thakusale na yan tang san tang ba đằng afisamek cha sắc cô u chủ cha su chủ cha su vật chủ cha samuduanati mani san tu sắc cô cha su pha ro cha apaki cho cha san lau ca vu ti san tin ri yo cha ni pa cô cha apaga pho cu le su ananu ghi tho karani yama thakusa le na yan tang san tang ba đằng afisa me cha cô u chủ cha su chủ cha su vật chủ cha samuti ni san tu sa cô cha su pha ro cha apaki cho cha san la hu ca vu ti san tin ri yo cha ni ba cô cha apaga pho cô cu an thô karani ya matha ku sa le na yan tang san tang ba đăng a phi sa me cha sắc cô chu cha su chu cha su wa cho cha sa mu du a na ni ma ni sang tu sa cô cha su pha ro cha pa ki cho cha sa la hu ca vu ti san tin ri cho cha ni ba cô cha a pa ga pho cu le su a no nu ghi tho. Dạ, con đã kể xong. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp. Dạ, em kính mời chị Kim ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, sư Tị Đức vậy đó, con không biết nữa, thôi con không coi đó. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con trả bài kinh Karaniya Metta Sutta đoạn 1 và đoạn 2. Chèn đét ơi, vô đọc đại nữa đi, có được không? Bà nhiều chuyện mà. Dạ, con xin bắt đầu đọc ạ. Quý vị nghe rõ ha, bình thường ha. Karani yamak kaku sale na yan tang san tang pa dang abisamet cha sakko uyu kasu uyu cha su wak cho ka samudu anatima ni san tuk sakko kasu paro ka apakit cho ka san lahu kavuk ti san tin riyo ka nipako ka apagapo kule su ananugit ho. Karani yamak takusa le na yan tang san tang pa dang abhisamet cha sakko uyu kasu hucho kasu wakcho kasamudu anatima ni san tuk sakko kasu paro ka apakitko san tuk sak san tuk sakko kasu paro ka apakitcho kasan lahukavuk ti san tin viyo kanip bác cô lệ su an nút gít thô karani yama taku sa lê na yan tang san tang pa đăng áp sa mết cha sa cô u du cha su hu du cha su wa cô cát sa mu du anatimani sang tuk sa cô ca su pa ro cha áp bác kích cho ca san la hô ca vục ti san tin đi vô cha ni pa cô cha áp pa ga bố cu lê su an na gục áp pa ga bố cu lê su an na nu gít thô karaniya makthakusalena yang tan san tang padang abhisamet cha
sắc cô du ca su ca su wa cô cáp sa mu du a na ti ma ni sang tục sắc cô ca su ba ro cha am ba kít cho ca san la hôn ca bút ti sang tin đi yo ca ne pa cô cha am pa gap bo ku lê su an na nu kít thô. Trời, cái bản dịch Việt Nam đâu ta? Con quên mất tiêu rồi. Để đọc. Trời đây. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Thanh bình thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh liếng mong dục trần. Cái này kinh Lục Bát hay dịch theo lối kinh Lục Bát không sư? Sư con có sai gì sư sửa cho con ơi sư. Chèn đét ơi, chữ nhỏ đọc banh con mắt luôn vậy đó. Nam mô Bụt Thầy gia, dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc rồi con xin phép được rời room tại con ha. Dạ con bận à. Dạ con xin đọc và con xin đọc câu số 1. Karani yamat thakusale na yan tang san tang ba dang afisamet chasak cô u chu cha su wa cho cha sa mu du anati ma ni san tu sa cô cha su pha ro cha ap pa kit cho cha san la hu ka wut ti san tin chi yo cha ni pa cô cha ap pa ka pho ku le su ananu kit tho karani yamat tu ka sa le na yan tang san tang ba dang api samat cha sa cô u chu Chasuvacho chasamudu anatima nisantusako chasuvaro chaapakicho chasan lahukawut tisantin chiyo chanipako chaapagafo kule su ananukitho. Để con suy nghĩ coi cái sao. Karani yamathu Karaniya mataku salena yantang santang badang afi sametcha sakko uchu cha su uchu cha suwacho cha salmudu anatimani santusako cha su faro cha ambakicho cha san la hut ka huti santin triyo cha ni pa ko cha ambagafu kule su anukitho. Dạ con đã đọc xong, con đã kể xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư sửa cho con, và con kính mời bàn tay của huynh Trang nhất hạ, và con xin xuống mic ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Và con xin đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, và con xin đọc tiếp theo ạ. Karani yamat thakusale na yan tang san tang badang afisamet chasak ko uchu chasu huchu chasu wa cho chat samudu anatimani santut sako chasu faro cha apakit cho chasan lahu kawuti santin viyo chanibako cha apak bagapho kule su ananugitho. Karani yamat thakusale na yantang santang badang afisamet chasak ko uchu chasu huchu chasu watcho
chát sa mu du anati ma ni san tu sa ko chát su pha ro chát áp pa kít chô chát san la hu ca út ti san tin ri yô chát ni ba ko chát áp pa gáp hồ cú lê su ananu gít thô. Dạ con xin phép kể. Ni thác na san tăng ba đăng sam cha hu chu cha su hu chu ba ta su du anat ti ma ni san tu sa tu kito ti pak apsu an becha sako uchu cha suhu chu cha suwa cho cha smudu anati mani santu sako cha sufaro cha apa kicho cha san lahu kawuti santin triyo cha nipako cha ambagapo kulesu ananugetho. Dạ con đã đọc xong, có sai nhờ sư chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con xin mời Sistina. Con kính đảnh lễ Văn Đôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Thức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô, tư nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc. Karani yaman thakusa le na yang tang sang tang padang afisamen jasong ku uju jasu uju jasu waju jasamudu anati mani santusaku jasu faro japa kicu jasalahu kaunti santin riyu jani paku ja apa kampu ku lesu ananu kintu kara niya manta ku sale na yang tang sang tang padang avisa men ja sungku uju ja suhu ju ja suwaju ja samudu anati mani santusaku ja suwaru ja apa kicu cha sa la hu ka un ti san tin tri yo cha ni pa ko cha a pa ka pu ku de su ananu kin tu ka la ni ya man tha ku sa ni na yang tang sang tang pa dang a vi sa men cha sung ku chu cha su hu chu cha su wan jo chan sa mu du anati mani san tun sa ku cha su pa lu cha am pa ki chu cha sa hun ka hun ti san tin ri yo cha ni pa ku cha am pa gam phu ku le su an na du kin tho kara ni ya man tha ku sa le na yang tang san tang pa dang a phi sa men cha sống cú chú sao su hu chú cha su an chú cha sa mu tu an na ti ma ni san tuân sa cú cha su pha hu cha am pa ki chú cha sa la hu ka hu ti san tin ri yu cha ni pa ku cha
Dạ thưa con kính tri ân ngài và kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời cô Xích Hồng Mai. Cô Hồng Mai. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Sang Khai Giá, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc ạ. Karani yamapakusale na yam tang san tang pa dang apisamak chasakko uchu chasu uchu chasu wacho chas samudun anapimani santusako chasu faro cha apakicho chasalahu kayuti sampin triyo chanipako cha upagapo kule su ananugito. Karaniya amat takusale na yang tang san tang padang afisa macasakko ucu casu ucu casu wajo cas samudu anati mami santusako casu faro ca apakicho ca salahu kabut ti samtin trio ca nipako ca ap pajapo gule su ananu githo. Karaniya mata kusalena yang tang santang padang api samaja sako ucu ca su ucu ca suat co ca samudu anati mani santus sako ca sufaro ca apakit co ca salahu kabuti sang tin tri yo cha ni pa ko cha apa ga po ku le su ananu gi po karaniya mata ku salena yang tang sang tang padang api sama cha aku ucu cha su cu cha sua co cha samudu anati mani santusako cha sufao cha apakicho cha salahu kabuti santin triyo cha nipako cha apakapo kulesu ananugito. Dọn lòng ăn hàng tìm lợi, người khôn có đủ đức tài hàng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng ăn tịnh thanh bình tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, như hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, do không cho liều lĩnh liếng mong dục trần. Dạ con đã đọc kệ xong, có gì sai xin sư trí đức chỉnh sửa giùm con, xin đạo tràng chỉnh sửa giùm. Cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, kính lễ đại đức Tuệ Đức, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu số 1 và câu số 2. Karani yamatha kusale na yam tang san tang ba dang afisamet chasakko uchu chasu uchu chasu wacho chasamudu anatima nisan tusako chasu baro chasapakicho chasan lahuka vutti san tin riyo chanibako chasapagapho kule su ananugitho. Dạ cho con đọc lại một lần nữa. Karani yamattha kusale na yam tang san tang ba dang afisamet cha sakko uchu cha su uchu cha su wacho cha samudu anatima ni san tusako cha su baro cha sap san tusako cha su baro cha apakicho cha
san la hu ca vuốt ti san tin thi ri yo cha ni ba cô cha áp ba gáp phổ cú lề su an an nu vít thô karani ya matha kasula le karani ya matha kusale na yam tang sam tang ba dang a phi sam me cha sa ko chu cha su hu chu cha su va cho chan sa mu du anati mani Satu sako cha su paro cha apakicho cha san lahuka vuti san dintiyo cha nibako cha apagapo kulesu ananugit tho. Người không có đủ đức tài hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thanh bằng thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chớ ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin xuống bích ạ. Dạ có sai chỗ nào xin ngài chỉnh sửa giúp mình con ạ. Dạ con xin cảm ơn. Nhà sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ hoa phục hạnh. Nhà con thấy tín hiệu của ngài là con kính dâng bích đến ngài ạ. Sa thủ quý vị rất là tuyệt vời. Nhưng mà ở đây có cô Kim Nhung ha, chị Kim Nhung. Có bị thắc mắc là ở đây cái chữ anatimani chứ không phải là mani ha. Anatimani câu cuối của đoạn 1. Chúng tôi đưa lại để cho quý vị thấy. Thì trong các giọng đọc thì vị nào cũng thành công, nhưng mà có Sĩ Kim Nhung á đọc coi hơi dài quá, và đọc dài quá thì ở trong cái room này có hai vị tên Đức mà chắc là để Đức về Đức coi như họ kéo dài chúng tôi. Nam mô Bích Thai giá, dạ, dạ, con cung thỉnh ngài cầm bích trở lại bạch ngài. Một, hai, ba. Không. Để bạn đầu. Đầu mày chúc hai và chúc cả một bài tin chúng ta chúc hay sao mà âm thanh kỳ quá vậy hả? Nhớ hả? Ví dụ như đoạn đầu giống
kinh chúng ta đọc thế nào, đoạn 2, đoạn 3 cũng giống vậy. Và cái dòng kệ 7 chúng ta là cái Kavanikamat Lê Lá Dành Ba Đằng Quý Sâm Mây Cụ U Chù Chú Chù Chù Chá Sâm Phí Chữ Ma Nê Ma Nê Nà quý vị ha, chúng ta chỉ cần đoạn đầu và chúng ta đọc những cái đoạn sau trong kệ karani le tăng san tăng me karani le tăng khi cô na một đầu à, một câu lên một câu xuống và nó ăn rơ nhau. Chứ bây giờ chúng ta đọc liền một hơi không được, kệ mà kêu rồi nghe không hết ý ha. À, cái dòng kinh cũng vậy, dòng kinh cũng vậy, tức là chúng ta đọc làm sao để nó có một cái sự kết thúc. Karani Yamat Thakusale na yam tang san tang ba dang apisame chasakko uchu chasu uchu chasu wajo chasamudu anati mani san to sako chasu paro chasap bakicho chasan lahu kavut Thi sanh tìm thi dô cha ni bác phô cha ấp ba gấp phô cú lệ su ananu gít thô. Dòng kinh thì chúng ta phải đọc chậm rãi liên tục. À, dòng kinh thì chúng ta đọc liên tục, dừng lại nơi trường âm. Còn dòng kệ thì chúng ta phải đọc một lần hai câu. Karani Yaman Thakusale Na Yan Tang San Tang Badang Apisamencha Sangko Uchu Cha Su Chu Cha Suva Chu Chan Samudu Anatimani san tun cha ko cha su pa ro cha ngam ba kin cho cha san la hu ka vun ti san tin ri yo cha ni pa ko cha am ba gam po ku le su ananu ri to. Được rồi ha, quý vị thấy đọc hai câu mà còn đứt hơi nữa, mà đứt hơi kiểu này dám đứt bóng lắm. Sĩ Kim Nhung sao hơi dài quá hả? Đọc cái kiểu này trời ơi, từ từ nha, nghe kéo dài chú thọ. Sĩ Kim Nhung làm một hơi kiểu này chúng tôi bắt chước mà làm cũng không được nữa, khổ đế thiệt. Thôi bây giờ đọc lại ha. Karani Yaman Thakusale na yan tang san tang badang apisamencha sangko uchu cha su uchu cha suvacho chan samudu anati mani san tun sa ko cha suvaro cha âm ba kinh cho cha san lâu cao vun ti san tin ri do cha ni ba cô cha âm ba gam po cô lệ su ananu vin thô. À, như vậy quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta đọc đoạn một mà trôi chảy thì qua đoạn hai cái âm điệu vẫn giống nhau ha. Chứ không phải là chúng ta muốn lên xuống mà đọc à, kể đọc tự do ai sao cũng được ha. Vẫn biết rằng trong room này nhiều cái đọc hay hơn chúng tôi, à, nhiều cái đọc hay hơn chúng tôi, nhưng mà cái chuẩn là chúng ta cứ lấy
một lần hai câu ha, cứ đọc một lần hai câu chứ đừng có đọc rời ra. Đọc theo cái kiểu mà thỉnh pháp sư một câu là có vấn đề tôn nghiêm kính trọng à, và cái thỉnh pháp sư thì nói cái câu nó dài mà cha lu ca phi ba ti sa hầm ba ti, chúng ta đọc chậm rãi trong sự tôn kính ha, từng câu một. Nhưng mà còn ở đây chúng ta không thể đọc theo cái kiểu đó mà chúng ta phải đọc một lần hai câu ha, à, một lần hai câu thì chắc chắn là bây giờ sư Kim Nhung sẽ đọc hay hơn. Chứ hồi nãy đọc coi như là hơi sức dài quá, nhưng bây giờ phân bổ hơi sức để coi sư Kim Nhung đọc một lần hai câu thôi, đừng có đọc mà dài quá ha. Rồi mời sư Kim Nhung. Alo, bàn tay năm ngón đâu rồi? Rồi thấy rồi, thấy rồi, đọc lần hai câu nha. Dạ con thưa sư, dạ con xin đọc ạ, một lần hai câu. Karani yama thakusale na yan tang san tang ba dang sa cha sak ko uchu cha su wat cho cha samudu anati mani sang tu sak ko cha su paro cha apakicho cha san lahu kabuti sang tin riyo cha ko cha ap ba gáp phổ cu lệ su ananu ghít thô. Dạ con xin kể. Dạ thôi, tại vì con cứ nghĩ là sư bữa trước sư có nói là đọc một lần là một hết một đoạn luôn, thành ra con cũng phải ráng sức ạ. Dạ con cũng phải cố gắng, nhưng mà sư nói đọc một lần hai câu như vậy con thấy dễ chịu hơn ạ. Con xin kể thử ạ. Karaniya matthakusalena jantang santang badanga fi samekcha sapu cha su chu cha su wa cho cha samudu anatimani santusako cha su faro cha apaki cho sau ca vu ti san ti ri yo cha ni pa ko a pa ga pho ku le su a na nu gi tho. Dạ con kính tri ân sư đã chỉnh sửa cho con. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ. Alo, quý vị thấy như vậy thì chúng ta cảm thấy là cái câu đầu tiên á mà chúng ta giải quyết được thì qua câu số 2, câu số 3 cứ thế mà lạc ha. À, ủa, chiếc lá mùa xuân sao ông bộ thấy khó quá bỏ chạy rồi. Chưa mời gì hết mà chiếc lá mùa xuân nghĩa là tới đây rồi cái tới giờ này cái là bỏ chạy mất tiêu à. Rồi, không sao, không sao. Bởi vì khi mà chúng ta học cái bài kinh Karani này, chúng ta tạo cho chính bản thân mình một cái từ trường ha, một cái từ trường, tức là cái tâm từ của chúng ta. Khi mà chúng ta an trú được trong cái bài kinh này, nó có một cái lợi ích rất là thiết thực mà chúng ta tự tin nơi chính bản thân của mình. Nó ngộ nhé. Dù chúng ta hiểu không có chiều sâu đi bao nhiêu nữa, nhưng mà khi chúng ta đọc trôi chảy và chúng ta cảm thấy bài kinh này nó có một cái lực mà làm cho chúng ta quan hệ, nhất là ở những nơi thành vắng, ở những nơi mà chúng ta cảm thấy sao sạc và chúng ta cảm thấy lạnh xương sống ha, nghe ớn lạnh ha, chúng ta đọc qua bài kinh này và chúng ta cảm thấy rằng con người mình nó nhẹ nhàng và ngủ một giấc rất là ngon
Trước khi ngủ quý vị nhớ tụng bài này ha. À, không có thời gian, bởi vì chúng tôi sẽ cố gắng coi như nói lên cái ý nghĩa bài kinh này, nhưng mà để cho đọc cho nó trôi chảy đi. À, trước tiên là chúng ta học, học rồi mới hỏi, hỏi rồi mới hiểu, hiểu rồi mới nhớ, thì đó chúng ta sẽ thực hành tốt đẹp. Về pháp học nó là vậy. Thì trước tiên học, chúng ta đọc làm sao cho nó có lực. Cái quan trọng kinh Bali là đọc có lực. Khi mà đọc có lực á, mình cảm thấy oai lực của kinh của, và chúng ta cảm thấy rằng cái niềm tin của chúng ta sinh khởi, nhất là trong những cái nơi vắng vẻ, những cái gốc cây đại thọ, những cái ngôi đình miếu, những cái chỗ mình bước tới tự nhiên là lạnh xương sống là mấy chỗ đó có phi nhân. Cái này dễ lắm chứ không phải khó. Đừng có nói ở đâu xa, trong chùa cũng vậy. Quý vị ban đêm á, đi khoảng 12 giờ ha, đi kinh hành hoặc là đi dạo dạo xung quanh chùa, mà đến cái cây bồ đề, hoặc là đến một cái cây đại thọ, hoặc đến nơi một cái tượng Phật lộ thiên bên ngoài, thì cái cảm nhận của quý vị như thế nào? Cái đó người ta gọi là giác quan thứ 6, hay là cái từ trường mà nó tỏa ra làm cho mình cảm thấy đi tới chỗ cây bồ đề nghe một cái mùi thơm, một mùi thơm nó mát mà con người dễ chịu, thì mình biết ở đây có những cái vị thiện thần, có những cái vị chư thiên hiền thiện ở trú ngụ ở chỗ cây bồ đề đó. Hoặc mình cũng trong chùa nhưng mà không phải cho bồ đề, mình thấy một cây đa, cái rễ nó tỏa xuống xung xuê ha, mình tới đó cũng lạnh xương sống nhưng mà nghe một cái mùi tân tân khó chịu, rồi nổi óc nổi da gà, thì biết rằng ở đây có những vị ác thần, những vị mà phi nhân, mà coi như là không có hiền thiện, họ trú ngụ ở đây, để rồi cái lực của mình va chạm, mình cảm thấy tự nhiên sợ sệt nổi lên. Cũng là cái trường hợp vậy, nhưng mà tại cái bồ đề thì mình thấy của người nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó lâng lâng, nó cảm thấy hoan hỷ. Nhưng mà tại sao chỗ này không hoan hỷ mà cảm thấy sợ sệt? Thì cái bài kinh Karani này có hiệu lực trong những cái trường hợp đó. Mình tụng mà không thuộc á thì mình bỏ chạy, tâm bất an thì mình phải bỏ chạy. Còn nếu mà tâm an tịnh, hướng tâm, nhất tâm mình đọc, thì mình cảm thấy rằng những cái vị kia họ sẽ hoan hỷ và theo hỗ trợ. Cái bài kinh Karani này rất là có ai lực. Cho nên mong rằng với cái bài kinh này quý vị cố gắng. Chính vì nó khó cho nên ma mới sợ. Mà thật sự mình đọc không thuộc là mình sợ cái bài kinh này. Và thì buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Mong rằng quý vị sẽ thuộc bài kinh này. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới học vô thí và thanh thiền, xin oai lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thiên văn chính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Lăng Quyền được an lành tịnh đạt. Ê tê nó sa cha quá chê nắc so thi vô ô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời sư cùng nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.